Mua thử cục sạc gan 33W rẻ nhất trên Lazada xem nó có cái gì hay. Đây là một cái củ sạc 33W 2 cổng. Nó đến từ cái thương hiệu Kula. Thì các bạn cũng biết là Kula mình mua rất nhiều món phụ kiện rồi. Con này thậm chí nó còn hỗ trợ luôn cả công nghệ gan. Nó giúp thu nhỏ cái kích thước của củ sạc lại, trong khi nó vẫn có một cái mức công suất rất là cao. Ví dụ như mình đang có một củ sạc đây là 30W đến từ một thương hiệu M nào đó. Đặt cạnh này, các bạn thấy rồi đấy. Mà củ này còn là 2 cổng 33W. Thì công suất của nó tối đa khi mà sử dụng một cổng á, thì nó có thể lên được mức đấy là 11V 3A, tức là tối đa là 33W. Nó là chuẩn TPS, tức là các bạn có thể sử dụng cái củ sạc này để sạc nhanh được cho những thiết bị đến từ nhà Samsung, vốn là một cái chuẩn sạc rất kén. Còn đương nhiên sạc cho những chiếc iPhone thì chúng ta vẫn có thể hỗ trợ được cái Power Delivery 3.0 với 9V 3A tối đa là 27W. Mình có test và con này có những thời điểm nó lên được hơn 26W và nó mang lại một sự ổn định rất cao trong quá trình các bạn sạc. Và các bạn cũng chỉ mất 30 phút để có thể kích được 50% pin cho iPhone 14 Pro hay là iPhone 14 Pro Max mà thôi. Quan trọng, các bạn kết hợp thêm với một cái sợi cáp C2 Lightning có chuẩn MFI cũng của Kula như này, giá có vài chục nghìn. Thì combo này thực sự là nó quá rẻ luôn. Trong quá trình sạc thế củ sạc này cũng không hề bị quá nóng. Đấy là cái điều mình bất ngờ nhất. Tuy nhiên các bạn phải lưu ý nhé, nếu chúng ta cắm cùng một lúc cả hai cái cổng sạc này thì nó sẽ chỉ còn có 5V 2.4A mỗi cổng mà thôi, tức là nó không còn sạc nhanh nữa.